Phần thứ 6 Điều khoản thi hành Điều 141 Hiệu lực thi hành một Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án Nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. 2. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44, 2002, pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội 10, pháp lệnh số 31/2007, pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội 11 sửa đổi một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và pháp lệnh số 04/2008, Ủy ban thường vụ Quốc hội 12 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục đưa vào cơ sở chữa bệnh tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013. Điều 142. Được bãi bỏ